cuộc sống hiện tại của 10 siêu anh hùng Marvel giờ ra sao? Hả? Bạn đã từng xem phim siêu anh hùng Marvel bao giờ chưa nhở? Và bạn yêu thích nhân vật siêu anh hùng nào nhất? Đã hơn chục năm kể từ ngày vũ trụ điện ảnh Marvel cho ra lò siêu phẩm đầu tiên mang tên là Iron Man, đến nay Marvel đã có tổng cộng 27 bộ phim bom tấn với số lượng các siêu anh hùng lên tới hàng trăm người và thu về tổng doanh thu toàn cầu lên tới 25.689 tỷ đô. Khỏi phải nói thì những thước phim, những nhân vật siêu anh hùng trong các bộ phim này có sức ảnh hưởng lớn như thế nào, nhưng bạn có tò mò về cuộc sống của họ ra sao sau khi trở nên nổi tiếng nhờ những bộ phim điện ảnh này hay không? Hãy cùng khám phá ngay và luôn các bạn nhỏ! Đầu tiên đó là Iron Man Robert Downey Jr. Iron Man siêu anh hùng đầu tiên được vũ trụ điện ảnh Marvel cho ra lò vào năm 2008. Người sắt mà chúng ta gặp trong siêu phẩm này chính là do nam diễn viên sinh năm 1965 Robert Downey Jr. thủ vai. Và các bạn có biết hay không, trước khi vào vai siêu anh hùng Iron Man, Downey chính là một trong những ngôi sao lắm tài nhiều tật nhất ở Hollywood. Nổi tiếng và đạt được danh vọng từ quá sớm khiến cho chàng trai này sa vào cuộc sống nghiện ngập, mất kiểm soát và từ đó sự nghiệp cũng tụt dốc không phanh. Vai diễn Iron Man chính là bước ngoặt trong sự nghiệp của tài tử có quá khứ đen tối, từng nghiện hút và tù tội này. Iron Man không chỉ là mở đầu cho vũ trụ điện ảnh Marvel vào năm 2008, mà cũng là một khởi đầu mới cho sự nghiệp của Downey. Bộ phim đạt doanh thu lớn với 585 triệu đô đã giúp nam diễn viên lấy lại tên tuổi, trở thành sao hạng A và là một trong những diễn viên kiếm được nhiều tiền nhất ở Hollywood. Và tới nay đã hơn 10 năm kể từ Iron Man được công chiếu lần đầu tiên, nhưng cái duyên với vai Iron Man của anh đã khiến anh nhiều lần vào vai cũ. Những năm trở lại đây, Robert muốn tìm thử thách mới và thoát khỏi cái bóng lớn Iron Man. Diễn viên này đã hóa thân thành Dr. Dolittle trong bộ phim Những chuyến phiêu lưu thần thoại và vị thám tử lừng danh trong Sherlock Holmes. Nhìn chung là sự nghiệp thời hậu Iron Man của anh vẫn đang được người hâm mộ chờ đón trong tích cực và còn có một cuộc sống gia đình viên mãn khi kết hôn vào năm 2005 với nhà sản xuất Susan Levy. Hiện nay họ có với nhau một con trai và con gái. Và thứ hai đó là Captain America, Chris Evans. Cũng có sự nghiệp như mơ nhờ vào vai một siêu anh hùng của Marvel, Chris Evans là cái tên chẳng mấy xa lạ khi mọi người nhắc đến Captain America. Nam diễn viên sinh năm 1981 này đã bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 13 tuổi nhưng không gây được ấn tượng gì đáng kể. Phải đến khi được Marvel chọn thủ vai Captain America vào năm 2011 thì sự nghiệp của anh chàng mới thật sự là có bước ngoặt to lớn, một bước vươn lên thành sao hạng A, sở hữu hàng triệu fan hâm mộ khắp hành tinh. Tuy nhiên, Chris Evans lại không mấy thành công với những dự án khác. Đầu năm 2014, Evans cho biết anh có thể cân nhắc đóng phim ít hơn để có thể tập trung vào công việc đạo diễn. Anh đã từng ra mắt đạo diễn trong bộ phim hài lãng mạn Before We Go, nhưng vai diễn đội trưởng Mỹ vẫn rất có duyên với Evans. Vào năm 2015, anh đóng vai Captain America một lần nữa trong Avengers Age of Ultron, phần tiếp theo của The Avengers năm 2012. Rồi 4 năm sau, năm 2016, anh thể hiện lại vai diễn trong Captain America Civil War, phần tiếp theo của Captain America The Winter Soldier. Cả hai bộ phim này đều đạt doanh thu phòng vé cực khủng, lần lượt là 1,4 tỷ đô và 1,1 tỷ đô trên toàn thế giới và tiếp tục thu về cát xê khủng cho nam diễn viên. Đội trưởng Mỹ cũng được biết đến là người thực hiện các vụ mua bán bất động sản kếch xù. Sau khi nhận vai Captain America, anh đã mua một ngôi nhà ở Hollywood Hills trị giá 3,5 triệu đô la. Và thứ ba đó là thần Thor, Chris Hemsworth. Một trong những siêu anh hùng nhiều fan nhất vũ trụ Marvel chính là thần sấm Thor, nam diễn viên Chris Hemsworth sinh năm 1983 ở trong một gia đình ở Úc thủ vai. Trước khi trở thành thần sấm vạn người mê, Chris cũng từng góp mặt trong một số bộ phim nổi tiếng, ví dụ như là Star Trek, Cash, nhưng vẫn chỉ là cái tên nhỏ bé ở Hollywood. Và mãi đến năm 2009, khi đọc tin hãng Marvel đang tuyển diễn viên cho vai Thor với yêu cầu ngoại hình cao 1m9, nặng 90 cân, Chris mới trở thành một trong những nhân vật quan trọng nhất của vũ trụ điện ảnh Marvel. Tuy sở hữu lợi thế là chiều cao nổi bật và cơ thể săn chắc, nhưng ở thời điểm quay phim thì Chris vẫn quá ốm để hóa thân thành vị thần cơ bắp và nam diễn viên đã phải tăng 9 cân với chế độ ăn giàu đạm và tập gắt gao. Đền đáp lại những sự cố gắng ấy, khi mà Thor ra mắt vào năm 2011, anh đã nhận được cơn mưa lời khen bởi vóc dáng mạnh mẽ, phù hợp với hình tượng vị thần uy mãnh. Vai diễn này đã giúp cho Chris Hemsworth trở thành ngôi sao được săn đón ở Hollywood, tên tuổi thần Thor vang khắp trên thế giới, giúp ích không ít cho sự nghiệp của nam diễn viên. Và vào năm 2010, Chris Hemsworth đã kết hôn với Elsa Pataky, một nữ diễn viên lớn hơn anh 7 tuổi. Bộ đôi chung sống hạnh phúc và có với nhau 3 người con. Họ thường xuyên chia sẻ những hình ảnh du lịch, chơi đùa cùng các con trên trang cá nhân. Và đến năm 2015, anh đã đưa gia đình trở về Úc sau nhiều năm sinh sống ở Mỹ. Rất nhiều người ao ước được nổi tiếng, nhưng với Hemsworth thì nó khiến cho anh phải căng thẳng khi phải hít thở bầu không khí showbiz mỗi ngày, nên đã chọn về quê làm một ông bố bình thường.
Spider-Man Tom Holland. Tom Holland chính là một trong những diễn viên chính trẻ nhất của Marvel. Anh ấy sinh năm 1996 và chính là người đảm nhận vai người nhện trong bộ phim Spider-Man No Way Home mới ra mắt gần đây. Và cách đây 5 năm, khi ở độ tuổi 20, thì Tom Holland đã được biết đến trên toàn cầu với vai diễn người nhện trong Spider-Man Homecoming 2017 và được rất nhiều khán giả yêu thích. Và độ hot của anh chàng trong vai trò Spider-Man thì chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt. Minh chứng chính xác nhất đó là bộ phim Spider-Man No Way Home do hãng Sony và Walt Disney sản xuất có sự tham gia của Tom Holland đã giành được 98% điểm tích cực từ 65 bài phê bình được thu thập trên trang The Rotten Tomatoes. Những người ủng hộ thì cho biết rằng câu chuyện làm hài lòng những người hâm mộ cũ lẫn mới. Đối với những người khác thì đây thực sự là một tin đáng mừng khi nó có thể giúp được anh ở trong tương lai Hollywood. Tuy nhiên thì chàng trai này đang có ý định tạm biệt vai diễn người nhện. Nam diễn viên trẻ hiện đang hẹn hò với bạn diễn Zendaya, một người có sự nghiệp phát triển. Ngoài ra, Tom Holland cũng tham gia vào vai chính trong một loạt các bộ phim khác nữa. Nhưng sau khi các loạt phim này thì Tom Holland cảm thấy cần phải nghỉ ngơi sau 6 năm tập trung vào sự nghiệp. Và hiện nay thì ngôi sao mong muốn có một gia đình và ngày nào đó sẽ trở thành cha. Anh từng chia sẻ rằng nếu không đóng phim, anh sẽ làm một giáo viên vì anh yêu những đứa trẻ. Bạn có muốn Tom Holland nhường vai người nhện cho các diễn viên khác không nhở? Và nếu muốn thì bạn nghĩ rằng ai sẽ là người phù hợp nhất? Comment ngay xuống phía bên dưới các bạn nhé! Và thứ 5 đó là Black Panther, Chadwick Boseman. Black Panther cũng là một cái tên vô cùng đặc biệt trong giới siêu anh hùng vì đây là bộ phim đầu tiên xoay quanh một siêu anh hùng da đen. Trong đó thì cố diễn viên Chadwick Boseman đã vào vai Black Panther, người có trách nhiệm trị vì vương quốc bí ẩn Wakanda sau khi vua cha qua đời và đối đầu với thách thức từ gã Killmonger. Sự thành công ngoài mong đợi của bộ phim đã giúp cho báo đen khi ấy gặt hái thành công vang dội. Tác phẩm đạt doanh thu là 1,3 tỷ đô trên toàn cầu, mang tính bước ngoặt đối với nam diễn viên da màu Chadwick Boseman 41 tuổi khi mà tham gia bộ phim. Trước khi gia nhập vào vũ trụ điện ảnh Marvel, anh chủ yếu được biết đến qua vai Jackie Robinson, Get On Up và một số series truyền hình kém nổi tiếng, ví dụ như Lincoln Heights, Person Unknown. Siêu anh hùng báo đen đã mở ra cơ hội tươi sáng hơn cho Chadwick Boseman ở Hollywood. Chỉ đáng tiếc là thành công ấy mới đạt được chưa lâu, thì tài tử này siêu anh hùng người da màu đã qua đời vào ngày 28 tháng 8 năm 2020 do căn bệnh ung thư ruột để lại sự tiếc nuối và xót thương cho hàng triệu người hâm mộ trên toàn cầu. Loki Tom Hiddleston. Tom Hiddleston sinh năm 1981 tại Westminster của London là diễn viên hoàn thành xuất sắc vai Loki trong phim Thor của Marvel vào năm 2011. Loki dù không phải là nhân vật chính của phim, không phải là người hùng, cũng chẳng phải là ác nhân, nhưng lại để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người hâm mộ. Và thậm chí nhân vật Loki của Tom Hiddleston còn có nhiều người đánh giá là có phần được ưa thích hơn cả nhân vật chính Thor của Chris Hemsworth. Sinh ra trong gia đình có người mẹ làm nghệ thuật, cộng thêm việc sở hữu ngoại hình lịch lãm, cùng với đó là diễn xuất đa dạng, Tom đã gây dựng được tên tuổi ở một số bộ phim, ví dụ như là Midnight in Paris và War Horse. Nhưng bộ phim Thor năm 2011 cùng vai Loki mới thực sự là chất xúc tác mạnh mẽ giúp anh trở thành một trong những sao nam được yêu thích nhất ở Hollywood. Và sau khi được biết đến rộng rãi, Tom đã tiếp tục xuất hiện trong các bộ phim, ví dụ như là The Avengers 2012, Thor The Dark World 2013, 2017 và Avenger, Cuộc chiến vô cực 2018, phim War Horse, The Deep Blue Sea, phim Midnight in Paris. Tom cho biết rằng anh vẫn không ngừng tìm kiếm cơ hội và không cho phép bản thân mình đóng khung vào vai diễn Loki suốt đời. Dù biết rời bỏ một vai diễn tượng đài như Loki để tìm kiếm những cơ hội mới trong làng điện ảnh sẽ rất là khó khăn, nhưng Tom vẫn chưa bao giờ lùi bước. Doctor Strange, Benedict Cumberbatch. Doctor Strange là bộ phim thứ 14 trong vũ trụ điện ảnh của Marvel, kể về nhân vật Stephen Strange, một bác sĩ giải phẫu thần kinh hàng đầu thế giới với trí nhớ siêu việt. Tuy nhiên, trong một tai nạn xe cộ, đôi bàn tay của anh bị chấn thương nghiêm trọng và không thể nào tiếp tục công việc chữa bệnh cho mọi người và sau này trở thành một phù thủy tối thượng của Marvel. Người hóa thân thành Stephen Strange chính là Benedict Cumberbatch, một nam diễn viên người Anh sinh năm 1976 và vai diễn này là một trong những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp của anh. Xuất thân từ Học viện Kịch nghệ và Âm nhạc London, diễn xuất của Benedict đã đưa người xem đi hết mọi cung bậc cảm xúc, từ ghét cho tới thương, rồi khâm phục nhân vật Doctor Strange. Và trước khi đến với vai diễn này, anh đã rất nổi tiếng với vai Sherlock Holmes trong series Sherlock của BBC, nhưng sau này Doctor Strange đã hoàn toàn đánh bật cái bóng của Sherlock Holmes trong nam diễn viên. Và hiện tại sau khi kết thúc vai diễn ở Marvel, Cumberbatch vẫn được đánh giá là một tài tử hiếm có với khả năng diễn xuất ở cả điện ảnh, truyền hình và sân khấu. Ngày 28 tháng 2 vừa qua, anh là một trong số những nghệ sĩ được vinh danh với lễ gắn sao ở trên đại lộ danh vọng Hollywood, đồng thời nhận được đề cử nam chính xuất sắc Oscar 2022 với bộ phim The Power of the Dog. Black Widow Scarlett Johansson.
Black Widow là vị nữ siêu anh hùng đầu tiên trên màn ảnh của vũ trụ điện ảnh Marvel qua sự hóa thân của nữ diễn viên xinh đẹp Scarlett Johansson. Ngay khi vừa vào vai quá phụ đen, nữ diễn viên sinh năm 1984 đã trở thành nhân vật được khán giả vô cùng yêu thích bởi ngoại hình gợi cảm và khả năng chiến đấu điêu luyện. Và thậm chí cô còn được khán giả bình chọn là một trong 10 diễn viên có màn trình diễn xuất sắc nhất trong các phim siêu anh hùng của Marvel. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp với hai dòng Thụy Điển và Đan Mạch, Scarlett Johansson đầu quân cho Marvel lần đầu trong Iron Man 2 và đã thu hút được sự chú ý của người hâm mộ. Sau đấy, bằng tài năng của bản thân, Scarlett đã hoàn thành vai diễn quá phụ đen trong Black Widow khởi chiếu năm 2020 khi mang về con số doanh thu ấn tượng lên đến 218,8 triệu đô trên toàn cầu. Tuy nhiên, có một điều đáng buồn là sau khi kết thúc Black Widow 2020, Scarlett Johansson đã tuyên bố chia tay với Marvel kể từ sau tác phẩm này. Và đây chính là bộ phim cuối cùng mà chúng ta sẽ được xem Scarlett Johansson đóng trong series của Marvel. Quả là một sự đáng tiếc phải không nào? Nữ diễn viên cũng cho biết rằng, dù rời đi nhưng cô đánh giá rất cao sao trẻ kế thừa vị trí của mình trong vai trò Black Widow. Đó chính là diễn viên Florence Park. Cô cho rằng Park là diễn viên đầy tiềm năng, tự chủ và khả năng diễn xuất tốt, sẽ đem lại cho khán giả những giây phút tuyệt vời trên màn ảnh. Ant-Man, Paul Rudd. Không biết có ai tò mò về cuộc sống hiện tại của người kiến hay không nhở? Tham gia vào vai Ant-Man khi đã 46 tuổi, diễn viên người Mỹ sinh năm 1969 bỗng chốc được cả Hollywood quan tâm đặc biệt. Paul Rudd đã thể hiện vai diễn của mình một cách vô cùng thành công khi lưu lại hình ảnh một người kiến tương tự với những câu thoại hài hước, có khả năng sửa đồ và đạo trích đỉnh cao trong lòng khán giả. Hiện tại đã 7 năm sau khi nổi tiếng với vai diễn người kiến, Paul Rudd đã lột xác vô cùng là ngoạn mục. Từ một diễn viên chuyên đóng dòng phim hài không có gì nổi bật, trở thành một ngôi sao mới của vũ trụ điện ảnh anh hùng nói riêng và của thế giới điện ảnh nói chung. Sau bao nỗ lực hoạt động nghệ thuật không ngừng nghỉ, vào ngày 3 tháng 7 năm 2015, Paul đã được chọn để đặt tên cho ngôi sao thứ 2544 trên đại lộ danh vọng, một vinh dự mà ngôi sao nào cũng mơ ước. Anh đã được yêu thích với nhiều dự án phim hài và thành công tại Hollywood, ví dụ như series Friends, The 40-Year-Old Virgin, Knock Up. Vào năm 2003, anh đã lập gia đình. Cặp sao hiện đang sống ở New York cùng hai con. Và gần đây nhất thì Paul Rudd được bình chọn là người đàn ông quyến rũ nhất 2021 khi đã ở tuổi 53. Peter Quill, Chris Pratt. Nhiều người biết đến Chris Pratt nhờ thành công trong vai diễn từ kẻ trộm hóa người hùng Peter Quill, chứ ít ai biết được để vào vai chính của Guardians of the Galaxy, nam diễn viên này đã phải thực hiện một chế độ giảm cân đi vào lòng đất, biến anh từ một chàng trai với ngoại hình béo ú, chỉ lẹt đẹt với những vai phụ trong các phim nhỏ lẻ và sau đó đã lột xác thành siêu sao hạng A. Anh dành ra nửa năm để tập luyện thể hình, giảm hơn 27 cân để có cơ bụng 6 múi săn chắc để hoàn thành xuất sắc bộ phim Vệ binh Giải Ngân Hà. Và sau bộ phim này, con đường sự nghiệp của anh được đánh giá là đang rất sáng sủa. Anh được lựa chọn vào vai chính trong một bộ phim lớn khác, đó là Jurassic World, ra mắt năm 2015, trở thành một diễn viên triệu đô mà nhà nhà, người người điểm mặt nhớ tên. Với xuất thân là con một trong gia đình nghèo và không có truyền thống nghệ thuật, Chris Pratt đang là minh chứng sống cho việc mọi nỗ lực rồi sẽ được đền đáp. Anh luôn luôn khiêm tốn, học hỏi và thể hiện hết sức mình trong những vai diễn được giao. Và trong tương lai, cái tên Chris Pratt cũng sẽ được đánh giá là một nhân tố quan trọng giúp cho nhiều bom tấn khác thành công vang dội và có thể tiến xa hơn nữa.